Thì mấy hôm nay là anh Nhớ nước có liên lạc ý được là với nhớ lại nhớ. Quân không anh? Có liên lạc được thì nó đang đi làm công ty không? Thế là bây giờ Quân là hiện tại là đang làm ở bên nào đấy có biết không? Bắc Ninh. Lần đầu đi làm thì là bị Bị người ta lừa đi làm nhà ăn. vâng. Người ta lừa đi làm nhà ăn xong thì nó bảo hết tháng mới cho tiền thì không cho. À thế là bé Hiếu là có cháy đây cho chú xem nào. À. Hình Như là bị lừa hay sao rồi cô bác ạ. Thế chắc chắn là bị lừa rồi chứ không phải là hay sao nữa. Ba con nào con nấy thì cũng đều là khá là lớn rồi. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở gia đình em Quân của bác ạ. Thời gian vừa rồi thì khi mà Quân đi làm ấy, thì cháu Lực cũng có chia sẻ về cái câu chuyện của em Quân đi làm. Không biết là bây giờ Quân đi làm thì đã ổn định công việc của em chưa? Thì cháu Lực vẫn chưa biết được rằng là Quân đã làm công việc gì cả, cũng chỉ nghe là người ta nói rằng là Quân hiện tại là đang ở dưới kia là làm phụ hồ của bác. Với lại Quân thì bằng cấp thì chưa có, bằng tốt nghiệp lớp 9 cũng chưa có của bác ạ. Và nếu mà đi làm thì chỉ có là công việc là ngoài phụ hồ ra, thì không biết là em ấy làm cái công việc gì nữa. Ở trên quê thì ở trên quê thì mùa này hầu như là hết việc để em ấy làm rồi cô bác ạ. Cũng có bà bé là mong muốn cho Quân là làm công việc ở gần nhà ấy và mua máy cày máy phát cỏ cho em Quân ấy, nhưng mà tuy nhiên thì sau một cái thời gian Quân cũng có nhận được là vài cái lần và em ấy đi làm đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là hầu như là ở làng không ai có việc gì để làm rồi, thành ra là em ấy quyết định đi làm xa đấy. Nhưng mà cái công việc của em đi làm xa thì hiện tại là chưa biết được là có tiền hay không cô bác. Nhìn thấy từ xa thì thấy là bé Hiếu với bà là đang ở phía bên ngoài cô bác. Đấy, hôm nay thì lên thì thấy là ra phía bên này thì cũng thấy là bà là bẻ hết ngô đi rồi và thấy là sắp chuẩn bị trồng thêm một vụ mới nữa. Nhưng ông với bà thì năm nay cũng có tuổi rồi cô bác ạ, ai đâu đó thì cũng gần là cả hai ông bà thì sắp được là gần 80 tuổi rồi. Đấy, bé Hiếu thì là cháu Đức đang thấy là chơi ở phía bên ngoài. Hôm nay ra thì cũng có mua cho ông với lại bà lại thêm là một cân cá mắm, lại thêm là một bịch kẹo nữa. Có vẻ là mấy ngày không đến thôi là thấy chó là bắt đầu là không có biết rồi đấy. Đấy, ở trên này thì cái vườn vườn mận ấy, các bác trồng thì ông với bà lại ở nhà cũng tự phát này. Một cái hình ảnh rất là quen thuộc nhưng mà thiếu đi bóng dáng của em Quân của bác ạ. Đấy, bé Hiếu thì bé Hiếu thì đựng một cái cặp không biết là vừa mới đi học về hay là đi đâu về đâu bác. Ây à, đeo cặp đấy nhỉ. Khu ấy, bốn nào mà phò này à. À đây là ngô của bà, là bà té bằng tay là hết rồi cô bác. Lấy cái gì hả Hiếu? Hiếu ra đây ngồi xem nào Hiếu. Ghế đâu, lấy ra đây xem nào. Ở trong này thì là có khá là nhiều đồ đạc của bác ạ, nhưng mà đây toàn nhìn thấy là chăn này, xong là cái này là ngô nữa, còn những cái tấm ván gỗ này là hình như là để làm cái quan tài của bác ạ. Đấy, khung cảnh nhà thì
rất là quen thuộc đối với lại các cô bác rồi. Trước khi mà bố của Quân ra đi là ngôi nhà là chưa có được làm hoàn thiện, cho nên là làm tạm bợ. Hiếu ơi, Hiếu, lấy ghế thêm một cái nào, ghế, ra đây chú cho bánh, ra đây, ra đây, cái này khỏi đẹp ạ, em ạ. Đấy, Hiếu thì nhìn vào khuôn mặt là phải nói là rất là lì của bác ạ. Đấy, lì như thế thì sau này sẽ tạo cho em một cái tính mà không có bị ai bắt nạt cả, là tiếp không? Đấy, lần nào xuống thì cũng được bà Hà là mời nước uống này kia. Sáng này vào này lán mà nước gạo mi thứ mà cũng là phô cắn và số ấy. Vô để bằng nhà bên đây với lại phần đây Bộ với nước gạo mi nước này là các thứ nước mũ á. ừ cho là vô để ra mà ta giúp đỡ để lại mà cứ lên xong số điện này đúng hồi quân tâm ai ở ngã tim tông thải mà lại con phát tầm tao hử nặng ngay gia chỉ cứ nào tao phải một phải phát là hai chân nữa mà tim có Thì phát đó, hả thì đó cũng tim 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 tin thải là Ồ. thật tim thải Ồ lên đi học cắm phải lên con À. ô po Xin lấy đồ như thải Mày cũng là phò xin bánh. Thôi cũng không ăn. Không ô po mẹ lê thải lê phát một bộ bay ăn. à Hiếu ơi có ăn bánh không? Hả? Thật ạ Hiếu thì đang đi xuống cái sàn nhà tìm cái dây buộc tóc của bác ạ. Vừa rồi thì không biết là chơi là rơi ở đâu rồi. Thì ra là bây giờ cứ tìm ở dưới đấy thôi. lớn mà lạ Màu lớn mà lạ lớn Bác em không sợ là không không ạ ao bi ạ Bác ở đây à Màu Này phò phò bạn rồi eo bạn chỉ nó phò. là Phò là điếu thiền lại thiền điếu thiền lại cứ Nếu tổ cho chín. cầm Thành lấy cũng cao bị chồng Chú lấy cái hình nè mới khen nó cứ vậy Phò ta cũng hay chín nhạy eo tí hưu mà nó lại chín nhầm. Eo như cái tổ. Bệnh Bánh này oán lên một con lân không? Hay ô bác cái màu đẹp bác má bác má má bác nhìn vào cái dáng người của ông bà này phải nói là ai ai cũng đều là làm khá là gầy rồi cô bác. Mà đi á bia là đi á đấy. Bác anh ở anh ngồi ghế này anh đang bị ốm ấy phò mà ở tặng lớp yên mà Chiếu ơi Hả ra Để có Ở ở đây à Để bút chân nào luôn Có chết rồi đấy luôn Nếu mà Bỏ con xuống cho kia rồi Mời cho lại đi Lấy mà Không biết là Hiếu làm cái vòng cổ rơi đâu Cứ ở dưới sàn nhà là tìm thôi Hả ra Hả ra Hả ra Quân là có điện về cho anh cuộc nào không anh? Vớm điện được về hai không á anh thì có vẻ như là bị một đợt ốm là khá là lâu đấy anh nhỉ em là đeo cho anh một cái này nhé vâng anh thì có vẻ một đợt ốm chắc là rơi vào tầm độ là 2 đến 3 tháng này nhỉ 4 tháng này 4 tháng rồi vâng từ cái đợt mà anh làm say trên kia là bị ngán đấy là vâng được tới thời điểm hiện tại vâng sức khỏe của anh thì bây giờ là đỡ hơn chưa anh đỡ khoảng 2% rồi đỡ khoảng 2% à vâng còn 1% chưa khỏi được. Là như hôm nọ anh bị là bị cái gì anh? Nó rơi tầm khoảng 1 mét thì nó rơi xuống nó cắt sắt kia thì nó bị ngã. Anh ăn bánh nên bánh này bánh mềm cho nên là ăn vâng ăn ăn được anh ạ. Vâng. À, đợt đấy là anh đi nằm viện mất là mấy tháng anh? Trong mình thấy ạ. Mất 23 ngày nằm viện. Là nguyên nằm viện. Vâng. Còn một đợt thì nó 8 ngày. Cái đợt đầu đầu là nằm lâu hơn đấy. Đợt sau nằm lâu hơn. À, vâng. Đầu thì nó ngắn hơn tí. Cái hôm mà hình như là có bác Chiêm ở bên bác Hà sang các bác ạ. Đấy thì không may là bác của Quân thì cũng bị tai nạn xong là nằm viện khá là lâu. Thế thì mấy hôm nay là anh có liên lạc được với lại Quân không anh? Có liên lạc được thì nó đang đi làm công ty không đủ tuổi thì nó không cho làm chính thức thì nó
một thời gian nó mới về được, khoảng tầm khoảng sắp hết tháng đây mới về được. Thế nhưng mà Quân là bây giờ là không có tiền để về hay là như thế nào anh? Nó bảo không, nó đi bên công ty kia là chưa được tháng thì cũng trả tiền, nó bảo thế, nó được tiền, nó đến tháng mới trả tiền, nó bảo thế. Thế là Quân là đi làm, bây giờ là biết là đi làm công ty đúng không anh? Vâng. Em cứ nghĩ là Quân đi làm tầm là phụ hồ gì đấy. Vâng, không, nó đi công ty đi bên Sung Sung, nó bảo thế. Thế là bây giờ Quân là hiện tại là đang làm ở bên nào đấy có biết không? Bắc Ninh. Bắc Ninh à? Vâng. Ở Bắc Ninh thì cách chỗ mình thì đâu đó cũng độ tầm là ít nhất là tầm độ 400-500 cây. Chắc là phải tầm đấy bởi vì đến Hà Nội là 300 cây rồi. Vâng. Anh có số điện thoại của Quân không anh? Nó có thì có nhưng mà là không biết chữ thì không lưu được. Vâng. Nên để nếu mà tối nay con của anh có ở về nào không anh? Hả? Con anh có ai ở nhà không? Không, con cũng đi làm hết rồi, đi làm hết rồi. Nếu mà có thì để em xin cái số được Quân, để em điện cho Quân xem là bây giờ Quân là đi làm là không có tiền để về được hay là em ấy chưa muốn về. Không biết là em ấy làm dưới kia thì liệu là có được tiền không anh nhỉ? Được thì được, không được chả biết được. Nó bảo không hết tháng thì mới trả tiền, mới có tiền xe liên, nó bảo thế. Vâng. Ừ. Đấy là đợt đầu đi làm thì là bị... bị người ta lừa. Người ta lừa? Vâng, tháng trước đi thì nó người ta lừa, không cho tiền. Nó bên làng đây này cũng đi một thằng, đi hai thằng. Vâng. Nó cũng lừa làm sắp hết tháng, nó bảo mày làm không được cho mày về, nó bảo thế thì vâng. Tiền không trả đồng nào thì nó Quân cũng đi thay cái bọn kia đi làm đấy. Xong thì nó cũng Quân cũng không được tiền xu nào, nó bảo vừa mới chuyển đi công ty khác. Nhưng mà Quân trước là đi, không phải đi công ty, trước là đi làm nhà ăn. Vâng. Người ta lừa đi làm nhà ăn xong thì nó bảo hết tháng mới cho tiền thì không cho. Thì nó Quân mới đi bên công ty thì nó đi làm thời vụ thôi. Không vào được chính thức bởi vì nó tuổi nó trẻ. Đi làm phụ hồ thì người ta nó bảo em không đủ tuổi, không cho làm. Bây giờ đi làm tầm những công việc đấy nhá, mà Quân thứ nhất là không có người lớn đi cùng này, và thứ hai thì như kiểu là đi làm không có một cái giấy tờ gì ấy, cho nên là có thể là làm được gặp chủ tốt thì người ta trả tiền rất là sòng phẳng, nhưng gặp những cái chủ mà không tốt thì người ta sẽ không đưa tiền đâu nhìn nào nữa, người ta chỉ gọi là chỉ nuôi ăn thôi. Như Quân đi làm như này thì gọi là các bác với lại là em thì cũng không có ngăn cản được việc Quân đi làm đấy, nhưng mà mong rằng là Quân đi làm là cái nơi mà không có bị lừa, để cho ông bà là ở nhà là đỡ phải lo lắng. Không mà từ hôm đi thì bây giờ thì có mỗi là Quân ở với ông bà thôi, cho nên là cảm giác như là ông bà mỗi lần mà có chuyện gì ấy nhìn vào ông bà thì ai cũng đều là khá là có tuổi rồi. Ông bà thì năm nay là chính xác là được bao nhiêu tuổi anh? Được 88 tuổi. Năm nay á? Ờ. Năm nay là 88 tuổi. Ờ, 88 tuổi. Bà cũng thế, ông cũng thế. 88 rồi. 90 rồi. Ờ, gần 90 rồi. Hôm nọ em hỏi Quân thì Quân mới bảo là được 70, 77. Không. Không. Nó được 75 mới được được 75 mới cho làm giấy tờ, đi làm giấy tờ nó bà các bà xong được 1 năm mới cho người cao tuổi, vừa mới được 3 năm đến này rồi. 3 năm người cao tuổi, năm nay năm thứ tư rồi. Thế là chứng tỏ là ông với bà là vẫn còn là khá là khỏe đấy để mà làm được những công việc này. Bây giờ mà không làm thì là ai không làm thì không có ai làm được làm cho rồi, vì Quân nó lo lẻo cho cái bà đây này, các bà đây này, các anh thì nó chê ở riêng, bởi vì năm nay thì anh cũng số không may cũng là bị bệnh như thế này thì anh cũng không giúp được bà mẹ bố thế nào đấy. Riêng anh cũng năm nay cũng là con cũng đi làm không không về được thăm bố nữa, còn điện vẫn điện được.
Năm nay cũng rất là khổ. Gia đình của nhà bác Quân ấy thì là mỗi lần cháu Đức đi qua thì cháu Đức cũng đã chia sẻ về cũng như là ngôi nhà rồi. Các bác nhìn thấy ngôi nhà của gia đình bác Quân thì các bác cũng biết là hoàn cảnh của bác Quân là như thế nào. Và năm nay thì không may là những cái điều mà không may mắn là đến ngay nhất, gặp tai nạn là phải bắt buộc là gọi như là nhà là giữ bệnh cũng như là giữ sức là hết là gần nửa năm rồi còn gì nữa anh. Vâng, gần nửa năm rồi. Hơn nửa năm tí, năm được năm tháng, tháng thứ 6 thì vừa mới lên đây này chưa khỏi được. Nên là đến thời điểm hiện tại là anh đang bị là được 4 tháng rồi. Ừ, 4 tháng. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà để mà hồi phục là hoàn toàn như trước nữa, ít nhất phải tầm 2 đến 3 tháng nữa anh ạ. Chắc là 2 3 tháng mới chắc là hồi phục được hay không chả biết được. Vâng. Ngồi không được ngồi được lâu thì ngồi được khoảng khoảng 10 phút đổ lại thì nó nằm xuống rồi ngủ. Anh là hôm nọ là bị có bị gãy xương ở đâu không anh? Bên phải. Bên phải, đây là cái xương sườn bên phải. Xương sườn bên phải nó bị gãy 3 cái. Bị gãy bao nhiêu cái anh? 3 cái. 3 cái xương sườn. Vâng. Xong thì nó nằm viện được 7 ngày à 7 ngày. Xong thì nó về nhà được 10 được 6 7 ngày bắt đầu lại đi tiếp thì nằm được mười mấy ngày nữa. 12 13 ngày mới về nhà xong ở nhà nó gần được tháng rồi chưa khỏi hẳn được. Đi viện thì không có tiền rồi, không đi được. Thì hết tiền năm nay muốn hết tiền thì không thể được. Nhưng mà anh đi ở viện nhà nó khỏi hay không chả biết được rồi. Anh đi viện thế này thì con anh gửi tiền hay là anh có bán thêm là cháu bò gì không anh? Nó ở nhà thì con thì nó đi thì khắc nó bảo được hay không tiền chả biết được. Nó con thì nó giả cho bố được nằm viện cho 200 xong thì nó không có gì. Anh nó ở nhà có một con bò thì anh nó vừa mới bán xong thì vừa mới tiêu hết rồi giả tiền. Thế là bán rồi. Thế là bán nguyên con bò là để mà cũng như là một thuốc thang cho anh thôi. Vâng, một thuốc thang. Thế đến nếu mà để mà chạy chứa là muốn gọi là chưa mấy nhưng mà để đang gọi là mua thuốc thang thôi anh. Vâng, đúng rồi. Để còn về vừa rồi bác của Quân thì cũng có chia sẻ với cháu Lực là một chút về cái thông tin của Quân của bác. Anh hiện tại biết là đợt đầu thì Quân đi làm là bị lừa, đến đợt thứ hai thì hiện tại là Quân đã đi làm thì đang làm ở công ty. Đấy, nhưng mà chưa đủ ngày thì người ta lại chưa cho về. Nhưng mà làm ở chỗ đấy thì sợ rằng là đủ ngày thì người ta có cho tiền không anh? Chả biết được, nó bảo hôm nọ nó bảo lấy căn cước xong gửi cho xong thì nó hết tháng mới trả tiền, nó bảo thế. Đấy, công ty giả hay không chả biết, nhưng mà hôm nọ bác đang uống thì nó ở thế như thế thì bác cũng gửi cho xuống cho Quân xong hết tháng thì nó được tiền thì nó về luôn nhá. Bố mẹ ông với bà nó già rồi không làm được rồi, nó kiểu nào cũng về nhá. Nó bảo nó hết tháng này cũng liên rồi, nó bảo thế. Nhưng mà anh có được nói chuyện với lại là cái người mà cho Quân nhận con làm không anh? Hay là không, chuyện với Quân thôi? Không biết chủ đâu. Vâng. Không biết chủ, không biết ấy đâu, nó Quân nói thế thôi. Vâng. Vì đi làm thời vụ này thì cũng rất dễ là bị lừa anh ạ. Vâng. Có những cái chỗ thì người ta làm là trước em cũng làm rồi nha, em biết được làm công ty rồi em biết là có những chỗ thì người ta làm 15 ngày thì người ta cho một lần. Đúng rồi. Còn là có chỗ thì làm một tháng thì người ta mới cho một lần. Một tháng nhưng mà phải làm đến tháng sau thì người ta mới cho một tháng ấy. Vâng, chả biết được, nó bảo không nọ nó nói thế thôi. Bây giờ thì nếu mà anh có số của Quân ấy thì là một tí nữa anh cho em xin, xong mà để em điện hỏi. Nhưng mà bây giờ Quân là vẫn được cầm điện thoại là thường xuyên đúng không anh? Hay là không, nó bảo nó tối mới được. 7-8 giờ mới được 8 giờ mới được cầm điện thoại. À, thế là 8 giờ là mới được cầm điện thoại. Vâng. Nhưng mà có thể là người ta lúc trưa 12 giờ mới cho cầm. À. Đấy. Thế thôi. Nếu mà theo quy định như thế thì thành ra là người ta cũng sợ là liên lạc cho ai như nào ấy. Thế sợ rằng là như thế thì lại Quân lại bị lừa thêm một lần nữa. Thì bây giờ nếu như có số điện Quân ấy, thì liên lạc được Quân thì em sẽ đón Quân về đấy, để cho về nhà để cho phụ giúp cho ông với bà. Đấy, thời gian vừa rồi thì anh ở gần thì cũng nhìn thấy là Quân là cũng được các bác là giúp đỡ rất là nhiều rồi.
Và ở đây thì Quân đi làm như này thì là cũng để mà gọi là đi làm như này thì vì cái đồng tiền thì Quân mới đi thôi. Vâng. Còn ở trong làng thì bây giờ thì đến thời điểm hiện tại là không có việc gì để làm nữa rồi. Các bác cũng thấy Quân như vậy là nhà là cũng mua lợn để mua dê cho Quân để mà Quân ở nhà chăm. Nhưng mà rất là may mắn là còn có ông với lại bà là còn sức khỏe để mà giúp đỡ cho Quân là những công việc này. Lại thêm là cả bé Hiếu nữa. Bé Hiếu thì bây giờ là còn khá là nhỏ cho nên là để mà hiểu chuyện thì Hiếu nó chưa có hiểu đâu. Nhưng mà Hiếu với Quân là cùng bố khác mẹ, nhưng mà mẹ của Hiếu thì bây giờ là có thường xuyên gọi điện về không anh? Không được, nó đâu chẳng biết đâu. Không được á? Vâng. Thế là coi như là đi một cái là phủ biết đi là không có quen biết gì đó luôn. Không có ai biết đâu, nó đi đâu không biết được. Nếu như mà không có bác của Quân thì có bác này làm cái giấy khai sinh cho bé Hiếu thì là không biết là đến thời điểm hiện tại thì bé Hiếu đã có giấy khai sinh không? Đến bây giờ thì chắc cũng được tầm độ vài tháng thôi anh nhỉ, anh làm giấy khai sinh cho Hiếu ấy. 3 tháng mới làm được. 5 tháng. 5 tháng mới làm được nhá. Thì lúc Hiếu đang bé thì đi làm cũng không làm được, thì nó bố nó vừa mới mất xong thì nó anh mới đi làm hơn tháng mới làm được, 2-3 tháng mới làm được. Vâng. Nó bởi vì liên lạc rồi cho nó mẹ cũng không được rồi. Vâng. Nó bố thì chết rồi thì vâng. Nó nói đi nói lại nó có mấy công an mới trong xã mới xác nhận làm cho. Thế không là nếu thế. Như phải là gọi ông ấy mà lên trên để ký đấy hay là như nào đấy anh nhỉ? Trước là anh đi anh nhận thì nó làm giấy khai sinh thì cho anh làm bố cho mới làm cho xong thì nó bởi vì nó chia vẫn có trước là vẫn có bố có mẹ thì cùng bố mẹ nó ở thì nó ở thế như thế thì nó mấy triển khẩu vừa mới xuống đây tầm hơn tháng thôi. Vâng. Thế lại làm giấy khai sinh cho Hiếu là lên trên nhà anh. Vâng. Hiếu là ở hộ khẩu nhà anh. Vâng, khẩu nhà anh xong thì nó anh nhìn nó Quân nó có Quân này, có bố có Hiếu này thì có mẹ này thì có một căn nhà thế này thì nó cho mai kia thì dân tộc Nùng thì nó không cùng ở được đấy, nó vâng. Mấy tách mấy triển khẩu xuống cho Quân. Vâng. Đấy. Làm hai là... khẩu. À, là làm là... hai nhà. Chú là xuống khẩu nhà ông bà đúng không? Vâng, vâng. Để mà làm một cái giấy khai sinh như này thì nếu mà để mà nói thì rất là đơn giản các bác. Vâng. Nhưng mà khi mà đi xin giấy tờ đấy thì phải nói là chỉ cần sai một dấu thôi cho nên là phải đi làm lại. Mà ở đây sai ở đây thì là có thể là ở bên xã là không sửa được, là còn phải đi tít là giấy phòng tư pháp ở huyện thì mới sửa được dấu, mới sửa được một cái dấu. Thành ra là cũng phải nói là rất là phức tạp quá. Anh ăn bánh đi anh. Vâng, vâng. Chú ăn bánh à? Nên là bé mà chỉ là. Chú chắc là vừa mới ăn no rồi các bác ạ. Dạ, chú bằng thủ á. Vâng, cầu. Thuốc trị cháy à? Vâng. À, thế là bé Hiếu là có cháy đây, cho chú xem nào. Ok, chú đây, nóng đầy. À Hiếu là có cháy đấy. Cứ cái giá đó nó, giá cái măn nó. Ừ, giá măn thuốc. Đó. Lúc đầu giá măn vai mà ta cái tàu đấy, giá nhãn mà lấy phụ giá sáu đâu cho sạch ồ. Bồi khoảng 1 2 tiếng thì phụ. Bộ vô thùng. Tức là bé Hiếu là đi vào trường cho nên là đi à mà già. Đi vào trường cho nên là có rất là nhiều bạn. Mới tần tàn vô còn tua đây. Hôm nay thì có được xuống thì cũng có gặp thêm là bác của Quân và bác của Quân cũng chia sẻ thêm một chút là thông tin của Quân các bác. Các bác nếu như bây giờ hiện tại là Quân là đang làm ở Bắc Ninh rồi anh. Ở Bắc Ninh. Bắc Ninh nếu như mà có các cô bác nào ở Bắc Ninh ấy, thì có thể là các bác liên lạc với cháu Lực để cháu Lực gửi số của Quân cho rồi mình rất là mong là các bác. Đón Quân là một đoạn để mà đưa Quân là về với lại được với ông bà. Chứ còn là đây mà bây giờ mà em mà đi xuống đấy để mà tìm Quân ấy thì sự ra thì Bắc Ninh nó rất là rộng cho nên là cũng không biết tìm ở chỗ nào cả. Đúng rồi đấy, bây giờ thì phải biết là địa chỉ cụ thể cho nên là mới tìm được thôi đấy. Còn nếu như là có bác nào mạnh thường Quân nào ở dưới đấy thì có số của Quân ấy, thì là liên lạc cho Quân thì có thể là đón được Quân ở đấy xong là bắt xe cho Quân về.
Như thế thì là mấy mấy mới gọi là nó không có phức tạp thêm đúng không bác? Thì sợ rằng là Quân là ra đi bến xe mà lơ ngơ cái là có khi là bị người ta là móc túi là móc hết tiền lại tiếp tục là không về được nữa. Bây giờ đến từ Bắc Ninh về đến đây thì ít nhất là chắc phải đi được nửa ngày đấy anh nhỉ? Nửa ngày. Nửa ngày là mới về đến đến đây. Vâng, nửa ngày mới đến được nhà. Vừa rồi thì nói chuyện với lại bác của Quân một chút cô bác ạ. Và biết thêm là thông tin của Quân là khá là nhiều. Bà thì đang đi xem dê sao rồi. Thế cái này thì bà đã trồng lại là cái vụ mới rồi cô bác nhá. Ngô ấy. Cũng khá là lâu rồi không có đi vào xem dê xem lợn đó. Hôm trước thì cũng được là bác thảo đố và bác ấy mua cho Quân là 3 con dê của bác ạ. Đấy nhưng mà không may là có một con thì bị bệnh của bác, thành ra là chết mất một con rồi. Bây giờ thì còn mỗi 2 con thôi. Thì bé làm khó đồng bầu luôn á. Và ta đi nâng phần dẹo bị lắng lão của cha rồi. Có vẻ như là mấy con kia là chưa có bị, chưa có chửa của bác ạ. Gì? Trước thì là bác là thảo đố là mua cho nhà Quân là 3 con. Mua cho nhà ông bà mà biệt lập kia là 3 con đấy. Nhưng mà hiện tại thì ông bà biệt lập đã có là tới tận là 4 con rồi các bác. À, nhà ông bà biệt lập là có 2 con rồi các bác ạ. Thôi văn này tổ hãy làm nó phò nội nhà mới lái à? À thế là cái giống này là bà là trồng cái giống ngô cú đúng không bác ạ? Cái này phò phò đắm cái hú cầu như là phò này à? Có thể phò thứ này. Có thể phò thứ này. À, liệu mấy cây là rau thứ chứ mấy? À, thế là hôm nọ là bà đi nhờ người để mà cày của bác, nhưng mà lấy cái máy cày của nhà bà thôi. Ồ, lên lên phò trên hớp hả đấy? Bạn phò giáp van đi. Trên công á? À. Và ta bị xây vắn gì đấy nữa. Rồi nó ăn mây đâu nổ, cho ăn mây nó lại này. Đúng ăn mây đâu nữa. Bộ, lát ra đi thử mẹ này đi, ở đôi lá à mẹ nè, thử bên nào nè. Bao, đi chai xin đau buồn. Lé tầm hai mâu, ăn nó bổ xa ăn làng nè, nè bảo cái chữ nào, nè có ăn cứ ra đây chứ mẹ. Bảo cứ sao cứ ra làng, nè lêu ăn cứ thử. Thế là bà nói với cháu Lực rằng là hôm nọ là nếu như mà không phải là lấy cái máy cày của nhà làm ấy thì là người ta sẽ lấy cao hơn, nhưng mà ở đây là người ta đòi là lấy là 200.000 là tiền công đúng không bác? Ô này phò làm này đi một chút chín khu này mà phò. Phò. Cái dê thì 2 con này thì vẫn ăn cỏ rất là tốt, rất là khỏe đấy các bác. Có vẻ như là đợt trước là cháu Lực với Quân là đi hình như là bị lừa hay sao rồi cô bác ạ. Thì chắc chắn là bị lừa rồi chứ không phải là hay sao nữa. Con này thì là trước kia người ta nói là chữa được 2 tháng rồi. Đấy nhưng mà đến thời điểm hiện tại đấy là mấy tháng rồi chưa có thấy đẻ cả. Đấy. Tối nay quả lá tớ đi cáp ăn đấy cả đấy nó một cáp này phải không ạ? Giải nào. Đấy. Đấy nhưng mà con này để mà mua với lại giá tiền đấy thì quá là hợp rồi các bác. Đấy nhưng mà người ta lại nói thêm câu nữa là đẻ nó chửa rồi ấy. Thành ra là rất là háo hức. Rất là phò đâu kìa. Bà thì là mỗi lần mà đi thả này các bác này thì chỉ có đi được là một con thôi. Rất là phò. Bye bye, pa. 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 Bye bye,
bà ta hốt ở đây. Má thế hả tôi mà để vàng vớt lại nó. À, Hiếu thì có vẻ nhà đi xuống cái kiện ổi này các bác này. Không biết là đi với ai nữa. Hiếu thì cũng khá lâu rồi không xuống này nha, là bé cũng ít khi là nó ít khi là nói chuyện. Kiểu cảm giác như em ấy sợ ấy các bác. Nếu mà như bằng người khác thì có thể là linh hoạt hơn, nhưng mà ở đây thì cái cách giáo dục của bà với lại ông ấy thành ra là không có được coi như là được tỉ mỉ chứ các bác. Này thành ra là không bé ấy, nó mới lì như thế. Nhưng mà ở đây thì cũng không thể trách được ông bà cả. Đấy vì là cái trình độ của ông bà nó trình độ của ông bà thì còn chưa học đến lớp 1 mà, còn chưa học đến lớp mấy, thành ra là cũng chỉ biết là khi mà bé Hiếu không có quần áo mặc thì đi tìm cho quần áo cho bé Hiếu thôi. Đấy biết là nấu cơm cho bé Hiếu ăn thôi. Ô mà quên thì vẫn ở mấy này lại nó phôi rồi. Mau mà quên em ba. Bao nó phôi. Ừ mới lại làm. Bao nó phôi. Phải ạ. Này là xin pho lao á, nó cùng hòn nhà. Nó xin lao rồi đó. Dạ. Làm bị răng mấy rồi bác? Xin mới lao. À. Hai ông mọ thì khá là rậm rạp của bác, thành ra là ông là ở nhà là phát ra hết cỏ là xung quanh này để cho những cái cây cây mận đấy. Ôi đây này. Có vẻ như cây này không được ổn nó lắm rồi. À, những cái cây bên này thì có vẻ như là gần nhà quá nên là gà nó bị gà nó xẻ hết lá đi rồi. Cái này thì bây giờ là phải bón phân thêm đấy, nhưng mà để mà chết thì là chưa có chết đâu các bác nhé. Đấy, cũng một phần thì cũng nghe bà nói các bác. Bà là Quân là bị kẻ xấu là hãm hại để mà bỏ nhà là ra đi đấy. Đấy, như qua những cái video mà cháu Đức chia sẻ lên thì các bác nhìn thấy Quân thì cũng là một cái cậu bé mà khá là hiền, khá là hiền lành. Đấy, nhưng mà nếu như không có ai dạy dỗ đấy, thì chắc chắn là sau này em gặp một đối tượng xấu nào đấy thì sẽ dẫn đến là em bị những người đó dụ dỗ. Ôi lợn xin phép các bác là ghi hình vào chuồng lợn thì hơi bẩn một chút các bác nhá. Đấy nhưng mà bắt buộc cháu Lực là phải ghi hình con lợn thì các bác mới nhìn thấy đấy. Ba con nào con nấy thì cũng đều là khá là lớn rồi. Thế là ông là ngày nào là cũng dội đây, nhưng mà đến hôm nay thì chưa đến lúc là rửa chuồng. Đấy, sau khi mà làm lại cái phần là chuồng ấy thì mọi cái rửa chuồng này thì cũng khá là dễ dàng với ông, chỉ cần dội đi là nó sạch hết rồi. Cùng ăn thùng ăn sao đấy rồi cùng ạ. Này là lợn này là cũng đâu đó là được tầm chắc là được tầm con kia thì được tầm hơn 30 cân rồi, hai con này thì được tầm hơn 20 cân rồi các bác. Đấy, ba con này mà lớn lên thì nó cũng là một cái bán một con thôi thì đã đủ để mà mua lại ba con rồi, hai con còn lại thì có thể là tiết kiệm được tiền rồi đấy các bác. Đấy, cái phần lợn này thì là được bà bé là bà ấy mua cho em Quân của bác nhé. Thì ông với bà thì năm nay là cháu Lực mới biết lại thêm là bà thì năm nay cũng gần là 88 tuổi rồi cô ba. Nói độ tuổi tầm 88 tuổi như này thì để mà có được cái sức khỏe như này thì cũng không phải là yếu hay là như nào đấy cô bác nhỉ. Thì ông của Sử thì năm nay mới được có 82 thôi, 81-82 thôi. Đây có lẽ là cái video này thì nó cũng khá là dài rồi. Và cháu Đức cũng chia sẻ lên thì các bác cũng đã biết được là công việc của Quân nó hiện tại đang làm gì rồi. Đấy, nhưng mà một lần nữa thì nếu như có các bác nào ở Bắc Ninh ấy, các bác là giúp đỡ cháu Lực, một chút của bác nhé. Ở đây là cháu Lực ở trên kênh thì cháu Lực chia sẻ là những cái điều thật lòng lên rồi. Nếu như các bác nào mà có cái
Sao biết chú? Mong muốn rằng là giúp đỡ cháu Lực thì các bác có thể là điện cho cháu Lực để cháu Lực gửi cái số điện thoại của em Quân cho các bác, rồi làm sao mà các bác liên lạc cho Quân để mà giúp cháu Lực là đưa Quân lên nhà xe. Đấy, rồi thì lên trên này cháu Lực sẽ đón em Quân. Đấy, và lời cuối cùng thì cháu Lực xin được là hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.